Hello, kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là thứ năm, 9 tây tháng 3 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 78 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy nghe một ca khúc. Chào mọi người nha. Anh băng rừng băng suối anh ơi, ngày đêm sông pha gian nguy, gìn giữ quê hương yên vui nơi tuyến đầu lửa khói. Anh biệt đồng anh ngày dù tuy quân lục chiến, cùng chiến xa ào ào tiến lên. Anh về hài lang trời quê em không quân ta vây vùng, anh về Mỹ Thủy Hội Yên biển quê em chiến hàm kiêu hùng, quân thù kiếp vía chạy dài. Anh về xóm đào lá vàng, về sông Thạch Hán diệt quân thù, ta chiếm lại Triều Phong. Trời quê em hôm nay xanh tươi, biển quê em đang reo reo vui, toàn dân ta mừng tin chiến thắng. Hoàng Thị ơi, cờ vàng bay bay trên phố thành đẹp trời, quê hương biết bao xôn xao như đón gọi nhau mà lễ vui nghẹn ngào. Cờ vàng bay bay như ngày tài nhờ công ơn của bao anh hùng nằm xuống. Cờ vàng bay ôi muôn tự hào, dòng sư xanh viết nên bằng bao máu xương, ngàn câu ca xin dân quê hương, ngàn yêu thương cho anh trong xương. Ngày đêm xa trường vang tiếng súng, Quang Trị ơi, cờ vàng bay bay trên phố thành hào hùng, bao chiến sĩ ta thương anh xin kết vòng hoa tình ngọc hương đậm đà. Chào mọi người nha, chào các bạn, chào mọi người. Anh băng rừng băng suối anh ơi, ngày đêm sông pha gian nguy, gìn giữ quê hương yên vui nơi tuyến đầu lửa khói. Anh biệt đồng anh nhảy dù thủy quân lục chiến, cùng chiến xa ào ào tiến lên. Anh về hài lang trời quê em không quân ta vây vùng, anh về Mỹ Thủy Hội Yên biển quê em chiến hàm kiêu hùng, quân thù kiếp vía chạy dài. Anh về xóm đào lá vàng, về sông Thạch Hán diệt an quân thù, ta chiếm lại Triều Phong. Trời quê em hôm nay xanh tươi, biển quê em đang reo reo vui, toàn dân ta mừng tin chiến thắng. Quang Trị ơi, cờ vàng bay bay trên cổ thành đẹp trời, quê hương biết bao xôn xao như đón gọi nhau mà lời vui nghẹn ngào. Cờ vàng bay bay như ngày nào, nhờ công ơn của bao anh hùng nằm xuống. Cờ vàng bay sứ xanh viết nên bằng bao máu xương, ngàn câu ca xin dân quê hương, ngàn yêu thương cho anh phong sương. Ngày đêm xa trường vang tiếng súng, Quang Trị ơi,
chiến sĩ tha thương anh, xin kết hồng hoang thừa phương thần đà. Tớ vang mãi xin cảm ơn các anh chiến sĩ cộng hòa, cộng hòa Việt Nam. Rồi, Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay Lisa rất là vui và sẵn chương trình này Lisa gửi lời đến để mà cảm ơn tất cả những anh chị nào mà trong những cái nhóm hội đoàn nào ở tại Việt Nam. Lisa đã nhận được rằng là có những người đã là hy sinh và đã đi đến những cái nơi mà bắt giữ người biểu tình để mà đến đó để mà đòi người, cũng như là tìm hiểu ra những em nào mà từ đó tới giờ chưa bao giờ xuống đường biểu tình, và cái dịp 5 tháng 3 thì mọi người đã đến nhà thăm và để vận động viên các em, cũng như là tặng những cái quà cho mọi người. Sẵn chương trình này, Lisa cảm ơn những cái anh chị mà đã đi trước là những người đấu tranh như vậy. Cho nên Lisa gửi đến các bạn trẻ ở Việt Nam, đừng bao giờ run sợ nữa. Bên các bạn lúc nào cũng sẵn sàng, có những anh em, có những đồng bào, có những người ở hải ngoại luôn sát cánh bên bạn. Cho nên công cuộc đấu tranh giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam là các bạn hãy tin chắc rằng chúng ta sẽ toàn thắng. Bởi vì cái chế độ độc tài, cái chế độ bán nước thì chắc chắn nó sẽ không còn ở trên quê hương Việt Nam. Nha. Cho nên mong rằng các bạn trẻ Việt Nam hãy tiếp tục, hãy dấn thân vào để cứu lấy nguy đất nước của mình. Lisa nhận được ở tại Biên Hòa còn giữ 5 người nam và 3 người nữ trong cái cuộc biểu tình xuống đường ngày 5 tháng 3. Những gia đình nào, những người thân nào mà gia đình của mình chưa có về thì hãy liên lạc với Lisa gấp, hoặc là liên lạc với sister, vấn đề là Jenny Trần, hoặc là Thùy Dương, hoặc là chị Mã Tiểu Linh, bất kỳ ai cũng được. Hãy liên lạc với những người đó để mà, vấn đề là kêu bằng là tụi chị bên đây sẽ liên lạc với nhau để mà tìm mà đến giúp đỡ, hoặc là gửi lên cho vấn đề là kêu bằng Hội Nhân quyền Quốc tế cũng như Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ để mà can thiệp cấp thời cho những trường hợp mà bắt người trái pháp luật như vậy nha. Sẵn chương trình này, Lisa cũng gửi lời đến tất cả những cái fan hâm mộ Lisa, cũng như những cái fan hâm mộ các cái chị nữ tướng ở trên đây. Đây là cái cuộc truyền thông. Chúng ta và những chị em đó đã dấn thân vào, không ai trả một đồng xu cắt bạc nào. Những chị em đó đã đưa tiếng nói tiếp với chị Lisa về Việt Nam. Cho nên các em cũng phải nên tôn trọng tất cả mọi người. Nếu thương chị Lisa thì cũng thương những người mà đã lên tiếng nói, đã dấn thân đấu tranh. Mục tiêu chúng ta chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi, chứ không phải là chúng ta lên đây rồi chúng ta thấy người này nói hay thì chúng ta theo, rồi chúng ta đi qua bên kia thì chúng ta lại chửi ngược lại người này. Thì Lisa không bao giờ Lisa hoan hô những cái điều đó nha. Cho nên mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay là hễ chúng ta cần một người nào lên tiếng nói là chúng ta vỗ tay, chúng ta ủng hộ, chúng ta hoan nghênh, kể cả ở trong đất nước Việt Nam cũng vậy. Những em trẻ nào mà mới đi vào con đường đấu tranh thì chúng ta phải nên tạo điều kiện, phải đoàn kết thành một ngôi nhà. Ngôi nhà đó là ngôi nhà Việt Nam, là mẹ Việt Nam, là quốc gia Việt Nam. Cho nên Lisa mong rằng Lisa đã liên kết với tất cả các chị em để mong rằng tiếng nói của những người phụ nữ ở hải ngoại sẽ được phát huy càng ngày càng mạnh hơn, cũng như ở trong đất nước Việt Nam. Các bạn trẻ nào ở trong đất nước Việt Nam mà mạnh dạn, mà khẳng khái, mà lên những cái chương trình live stream như thế này, mà nếu bị một cái gì đó thì Lisa cũng luôn luôn quan tâm đặc biệt. Riêng trường hợp có anh Vũ Quang Thuận thì Lisa chưa nhận được bất kỳ những cái tờ giấy nào tạm giam hay là bị bắt,
hay là cái nhóm của anh Vũ Quang Thuận hãy nên cung cấp những cái giấy tờ nào, hoặc cho biết anh ở nhà tù nào, bị bắt ra làm sao, như thế nào, để người Việt ở bên đây người ta nắm được tin tức. Bởi vì có một số nguồn tin cho chị biết rằng là không có một cái gì cả. Có người nói rằng anh Thuận cũng chưa có bị bắt, hoặc là Cộng sản Việt Nam nó bắt anh Thuận vô như vậy, nhưng mà nó không có biết là bắt ở đâu, nhốt ở đâu, giấy tạm giam như thế nào. Lisa cần mọi người ở Hà Nội hãy theo dõi về trường hợp của anh Vũ Quang Thuận để đưa cho Lisa. Bất luận một người nào ở trong đất nước Việt Nam mà dám đứng lên để mà kháng cường địch, tức là chống đảng Cộng sản Việt Nam, thì Lisa và những người ở hải ngoại luôn luôn theo dõi, luôn luôn quan tâm, luôn luôn những đây là cái bằng ủng hộ các bạn nha. Rồi, hello cô Lisa Phạm, xin cô lên tiếng cho thế giới biết về tình trạng của ông Vương Văn Thả, Phật giáo Hòa Hảo. Ông đang bị đàn áp và tù đày. Ông mới được thả ra, nhưng ông đang bị bọn cộng sản ở xã, công an ở xã đã bao vây cả ngày lẫn đêm ông ta. Cái lũ chó đẻ công an ở tại vấn đề là An Giang, chị nghe nói rằng nó cầm đá nó chổi vô trong nhà của cái bác này. Người ta già cả rồi, bắt người ta đi tù rồi, người ta về nhà người ta chỉ cầm cái microphone người ta nói chuyện thôi, người ta đâu có chửi thằng chó đẻ súc vật Hồ Chí Minh như Lisa chửi đâu, mà lại cầm đá chổi vô nhà người ta mà trời đánh còn không tránh bữa ăn. Nghe nói rằng là cái chú này đang ăn cơm mà nó cầm cục đá nó chổi vô trong nhà, gớt xuống tô canh bể tan nát như vậy. Các bạn thấy có một cái chế độ nào mà nó khốn nạn, mà nó mất dạy như vậy hay không? Các bạn nghe thử những cái trên cái video ở trên YouTube, khi mà cái ông này, khi mà cái chú này cầm cái microphone, ông ta nói ra những sự bức xúc. Thật sự đảng đâu có lo cho dân, thật sự rằng cái nhà nước đó lừa bịp người dân, ông ta chỉ nói lên sự thật như vậy thôi, mà nó trả thù con người ta như vậy đó, nó ác độc như vậy đó. Lisa mong rằng những người nào mà đạo Phật giáo Hòa Hảo hãy nên theo dõi trường hợp của vấn đề là kêu bằng là cái chú này, chú Thả này, để mà kịp thời đưa những tin tức ra bên hải ngoại này và gửi đến ngay chú Thả luôn. Nếu chúng đánh đập hoặc là nếu chúng làm những cái hành động bỉ ổi đó, hãy chụp hình, hãy quay video lại và gửi ngay cho những đây là những người ở nước ngoài, người ta nhìn thấy những cái hành động bẩn thỉu của cái lũ công an An Giang nha. Những cái thằng công an xã tụi bay cũng liệu hồn nha nha. Đề nghị đi biểu tình bằng xe đi chị Lisa ơi, cách biểu tình tốt nhất hiện nay và đỡ bị công an và giặc Tàu Cộng nó đàn áp cũng như nó đánh đập. Bởi có lẽ chị nên kêu gọi và khuyến khích mọi người hãy nên lái xe, chạy xe đi dọc đường vào những ngày chủ nhật, và cùng nhau hãy khô khẩu hiệu hoặc là cầm một biểu tượng chẳng hạn như là Formosa cút khỏi Việt Nam, hoặc là Đảng Cộng sản Việt Nam hèn nhát, hoặc là chúng tôi cần cá. Hãy cầm những biểu ngữ như vậy nhé chị. Cái đó thì do người dân Việt Nam thôi, chị bây giờ không biết. Bởi vì vấn đề là chị không có muốn người dân Việt Nam bị đánh đập như vậy nữa. Cho nên chị đã phát động, chị phát động phong trào ra là chị có đốt sạch, phá sạch, giết sạch cái lũ chó đẻ mất dạy. Thằng chó đẻ chủ tịch nước Trần Đại Quang mày mất dạy, con gái mày, mày thằng đột, cái thằng tội đồ của nước Việt Nam, mày ca ngợi cảnh sát cơ động để mà nó đánh đập người dân ở trong nước, để nó đàn áp người dân ở trong nước, mày thấy mày nhục không hả? Một cái chế độ mà mày chỉ có tạo dựng lên thành một cái lũ kiêu binh quân đội, mày tạo dựng lên là những này là cơ động để mà đàn áp đánh đập những người dân trong nước, mày thấy nhục không? Mà đăng lên đài truyền hình bắt đầu là hù dọa người dân như vậy. Quân đội có mở con mắt ra chưa? Những cựu chiến binh có mở con mắt ra chưa? Toàn dân Việt Nam có mở con mắt ra chưa? Tiền thuế của mọi người đó, đóng cho nó đó, nó đưa những cái thằng chó đẻ cơ động này vô, rồi bây giờ nó hù dọa, nó đăng lên đài truyền hình như vậy đó, nhục không?
ở những nước mà tự do như thế này, có bao giờ mà thành lập mà cơ động, có bao giờ thành lập cảnh sát 113 không? Chỉ có một người cảnh sát thôi, là người ta vấn đề là bảo vệ an dân, chứ không ai mà làm cái chuyện mà hợp sách cái kiểu như vậy. Chị Lisa ơi, em gửi chị tin này. Thai phụ chết não tại phòng khám, có bác sĩ là Tào Cộng. Sau ít phút được bác sĩ Tào Cộng chỉ định liệu pháp máy rung điều trị bệnh phụ khoa tại phòng khám đa khoa 168 Hà Nội. Bệnh nhân nữ đang mang thai 21 tuần lễ, tự nhiên bị hôn mê sâu vào và co giật như cá lóc bị đập đầu, và sau đó đã bị chết não, là chị Trần Thị Thu Thủy, 29 tuổi, ở tỉnh Quảng Ninh, đang mang thai 21 tuần nha chị. Sau đó, thằng chó đẻ, bác sĩ Tào Cộng đã bỏ trốn tại hiện trường. Ai cấp giấy cho con chó này đi vào Việt Nam để mà làm bác sĩ? Ai? Ai cấp giấy cho con chó súc vật này đi vào Việt Nam? Trong tương lai các bạn bị đau, thí dụ đau ruột thừa, nó lên nó mổ mẹ một quả thận luôn. Bởi vì trong tương lai là thằng Tào Cộng là toàn là bác sĩ, nó qua nó nằm dày đặc ở bệnh viện hết. Nó cố tình nó muốn làm cho quỷ hoại mà. Đau chân phải thì nó cưa chân trái. Đau con mắt bên trái thì nó múc mẹ con mắt bên phải. Sơ ý thôi mà. Giả bộ nó nói sơ ý thôi. Cho nên những người ở Việt Nam cũng cẩn thận đi nha. Tin tưởng những cái bệnh viện đi. Rồi vào đó toàn là bác sĩ lang băm của Tào Cộng không ở trong đó. Nó giết cho mày chết. Nha. Ngồi đó đi. An thân thủ phận đi. Thành phần mà có tiền đó đó ngồi rủng rỉnh đi. Một năm không lẽ không bị đau bệnh nè. À, thờ ơ đi. Nha. Chúng sanh rồi phải bị già, không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sanh bệnh tật phải mang, không ai mà tránh khỏi, không ai mà sống mãi. Mà bệnh cứ là không bệnh không hoạn cả. Nha. Cho nên cứ việc thờ ơ đi. Chửi những người biểu tình đi. Ủng hộ cái đạn địa đi. Rồi tới chừng bệnh rồi vô trong bệnh viện đó, rồi gặp những thằng bác sĩ là Tào Cộng, nó mổ thận ra rồi, lúc đó đừng có khóc, đừng có la. Nha. Ở đó mà vấn đề là bưng bô cho cái chế độ súc vật đó đi. Nghe chưa? Hôm bữa sau ngày tổng biểu tình 5 tháng 3 vì pha quá phẫn nộ với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, em đã làm một bài thơ, em gửi đến cho chị để chị đọc cho mọi người nghe, để chia sẻ sự bực tức của em đối với lũ chó đẻ đảng Cộng sản nha chị. Em là một người ở nước ngoài. Chẳng đâu như đất nước mình, quan quyền tham nhũng, dân tình lầm than, người dân nước mắt chứa chan, mong ngài được sống an nhàn mà thôi. Nước mình dân sống nổi trôi, nói lên oan ức bị lôi vào tù, cùng nhau đánh đuổi kẻ thù, thì chính quyền đàn áp để hù người dân, gán cho cái tội Việt Tân, ra tay càn quét toàn dân của mình, thẳng tay tra tấn cực hình. Kẻ ra tay đánh dân mình là ai? Chính là một lũ tay sai, cầu vinh bán nước công khai thân Tàu. Nước mình rồi sẽ về đâu? Khi đi đâu cũng đụng đầu Tàu Trung. Dân Tàu nay đã sống chung, Cộng sản cấu kết hành hung dân mình. Xem qua là biết tình hình, nước mình nay đã giao trình thằng Tàu Trung. Cho nên chúng mới ung dung, hiên ngang qua lại sống chung với mình. Nói ra thật quá bất bình, Cộng sản tụi nó còn tình người không? Đúng là một lũ quỷ đông, mặt to bụng phệ, thoáng trong tưởng lừa. Tụi Tàu lại muốn dây dưa, dân mình thì lại không ưa tí nào. Tụi Tàu
thì chúng mới chào cho quyền được đánh đồng bào nước tôi. Còn phần dân Việt than ôi, đói ăn quan ức cả đời mặt bay, đất đai chúng cướp trên tay, miền Trung đói khổ đắng cay kêu gào, chẳng xem dân sống thế nào, chỉ lo nói láo tào lao mỗi ngày. Biển thì ô nhiễm từng ngày, cá tôm ôi hợi chết gì ngoài khơi. Vậy mà chúng vẫn ăn chơi, giả câm giả điếc không lời biện minh. Tới khi dân đến thưa trình, chúng còn bác bỏ thân tình kẻ gian, đúng là một lũ quan gian. Chúng mày chỉ đáng lên vàng quả thiêu, dân thì gánh chịu đủ điều, thiên tai lũ lụt sớm chiều lao đao. Bây giờ quan mới thanh cao, để dân mới được ngước cao nhìn đời. Bao lần than trách ông trời, cớ sao dân Việt chịu đời đắng cay. Ông trời ông bảo là không. Ông trời thương mới giải rằng, muôn dân hết khổ, phải thay đảng này. Bạn gửi cho Lisa là Khương Thùy Phùng, ở Điên Một, ngày 7 tháng 3 năm 2017. Cảm ơn bài thơ của bạn, rất là hay. Nha, cảm ơn bài thơ của bạn, rất là hay. Lisa đang nói chuyện, cho nên bạn nào gọi tới Lisa, Lisa không có vấn đề là kêu bằng answer đâu. Chị Lisa ơi, quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Angola, nền khoáng sản dầu mỏ kim cương của họ phong phú vô cùng, nhưng với sự lãnh đạo tài tình của đảng Cộng sản Angola mà giờ đây thằng Tàu Cộng đang thiết lập xây dựng ngân hàng và sử dụng đồng tiền của Tàu Cộng được lưu thông trên đất nước Angola. Chị tìm hiểu thêm và phân tích quốc gia này, đường lối áp đặt để so sánh với tình hình ở trong nước. Ở tại Angola, người dân nghe tới công an là muốn đái trong quần. Công an ở đó hối lộ, bảo tàng còn ghê gớm và trắng trợn hơn ở Việt Nam. Nhưng hiện nay, Tàu Cộng đã mua nhiều khu vực thiết yếu để khai thác khoáng sản và cũng chiến lược đưa những người tù chung thân sang làm việc sinh sống ở tại Angola. Nó cứ quan hệ bừa bãi với ai bất kỳ như thế nào, miễn có con ở tại Angola là được. Quốc gia này giờ đây, quốc gia này giờ khủng hoảng đồng tiền mất giá. Mỹ không ra chính sách không giao dịch USD, hiện đồng USD khan hiếm. Hãy phân tích cho mọi người thấy, rồi Việt Nam sẽ rơi vào sự khủng hoảng như vậy đó chị. Thằng Angola này thì nó chỉ đem cái đồng tiền của nó qua đó thôi em, chứ nó chưa có lấy cái nước Angola này. Nhưng mà cái đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ nó bán cái nước Việt Nam cho thằng Tàu Cộng rồi. Thằng Tàu Cộng nó đang rốt ráo để mà nó muốn đem cái đồng nhân dân tệ của nó thay thế cái đồng tiền già hồ ở tại Việt Nam. Cho nên nó mới làm tiền giả ào ạt để nó đánh sập cái nền kinh tế của Việt Nam. Không bao lâu nó sẽ đưa lên rằng là đổi tiền hoặc là xài cái đồng nhân dân tệ cho mà xem. Còn nếu không xài đồng nhân dân tệ là tiền giả nó tràn lan từ Bắc chí Nam. Cầm mà xài đó đi. Chỉ vậy thôi à. Cho nên thằng đảng đĩ, thằng Cộng sản Việt Nam bây giờ nó đã xong game rồi đó. Kể cả xe công nó cũng đem ra nó bán đấu giá đó, bộ tài chính đó. Các bạn thấy rồi. Bây giờ Lisa cho các bạn nghe một người mà sinh ra ở tại Việt Nam, mang hai dòng máu là Việt, Hoa, mà người ta yêu đất nước Việt Nam như thế nào, để những người quân đội
để những kẻ cuồng hồ, để những kẻ cuồng đảng, để những cái đầu tàu hũ ở ngoài bộ chính trị hoặc cái lũ chó an ninh mạng, tụi bay vạch lỗ tai, tụi bay banh lỗ nhĩ ra để tụi bay nghe một người phụ nữ mà đây là người Việt mà gốc Hoa, người ta sẽ yêu đất nước Việt Nam, người ta nói như thế nào đối với cái chế độ mà bán nước của những này là đảng cộng sản của tụi mày nha. Nghe người đi. Việt gốc Hoa, tức là trong thân thể con người của tôi gồm có máu người Việt và máu người Hoa. Đất nước Việt Nam của tôi ấy, tôi đã bị mất liên lạc với gia đình rất là nhiều năm rồi, và coi như Việt Nam không, tôi không còn người thân, tôi không còn gì để suy nghĩ. Qua cái đất Đan Mạch này tôi sống rất là sung sướng, chỉ đồng tiền trợ cấp tôi đầy đủ, tôi có tất cả, cái nhà tôi gần 200 mét vuông, tất cả đều là nhà nước lo cho tôi hết. Nhưng cái nỗi đau của tôi ngày hôm nay tôi muốn nói, tôi không có chống chế độ cộng sản, tuyệt đối không có. Bởi vì chính trị là một thứ bẩn nhất trên cái cõi đời này mà tôi kinh tởm nhất. Tuy nhiên đất nước của tôi bây giờ nó hoang tàn quá rồi, tôi bắt buộc phải lên tiếng. Bởi vì là cùng một, là một người Việt Nam, dù rằng tôi trong người có mang dòng máu người Hoa, nhưng mà tôi cũng đã được sinh ra và lớn lên, và đất nước Việt Nam, mẹ Việt Nam đã từng nuôi dạy tôi là phải thương tổ quốc, biết thương dân tộc. Ngày hôm nay tôi lên tiếng là bởi vì đất nước của tôi bây giờ nó quá là tan, nó quá là tan nát rồi. Coi như là biển thì chết, cây cối thì bị chặt hết cho những cái quyền lợi của những người buôn bán, hay là những cái tư nhân, những cái nọ kia. Đất nước của tôi bây giờ tan hoang quá rồi. Bây giờ tôi gọi người bạn người Hoa đến để phỏng vấn cái sự suy nghĩ của người ta về người Việt Nam như thế nào, về chính phủ Việt Nam, về đất nước Việt Nam như thế nào. Anyhow, của sư sô chính nhân dịp sư phẩm quân nghĩa của đại cả chung của đất của cha, chung phổ đất chung phủ chàng tươi tay của mặt đất của cha, nì rong với công bình mà. Ờ, tôi nè, ờ, tầm sô nè, công bình cái cái từ 你去评量两个国家或者中国和越南，用公平这两个来说呢，这个比较难说啊。没法说。Tình báo Hoa Nam cũng nghe đi. 所有我的理，对吧？嗯。你怎么说？Lũ tình báo Hoa Nam nghe nghe nó nói đi. 还是。Rồi đái trên đầu thằng Trọng Lũ. 帮助。Đĩa trên đầu của thằng Trần Đại Quang. Biết không? Mấy cái thằng chó đẻ này nè, nó ngục. Quân đội cũng vậy, nó đang nghe đi. Mở lỗ tai đang nghe. Thật sự mình đã chịu rồi.你知道怎么叫 Formosa 吗 ？Formosa， Formosa 是一个。哦，给他拿一个 Formosa 的。给他拿桂花的。嗯。搞到现在呢，鱼也死，所有的下面那个海呢不能吃的，全部是染毒啊。嗯。所以你认为公平对我们的那个那个什么？这个对，就是不，哎，我是觉得对这个海。啊，你好靓啊你，好搞老鼠，好舔老婆你。mẹ cạo lão sĩ đó đi, mẹ cạo lão sĩ thằng chó đẻ trọng luôn, cạo đầu nó luôn cũng được, thằng chó đẻ xuống giật. Thằng ma đầu này nó. Tức là tôi có hỏi nó là chính phủ Việt Nam và chính phủ Trung Quốc đối xử với chính phủ Việt Nam và đối xử người Việt Nam như vậy thì ông nghĩ làm sao? Ông bảo là theo như ông nghĩ là đôi bên nếu mà có cái gọi nó gọi là buôn bán hai đầu, đôi bên đều có lợi thì là tốt. Thế nhưng mà thằng Tàu Cộng thì lúc nào nó vô nó cũng đè đầu, nó làm ông cố nội của vấn đề là thằng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì thằng Cộng sản Việt Nam nó sợ mất cái đảng đỉ của nó quá, cho nên nó phải lại để mà nó qua nó dâng mẹ cái đất nước Việt Nam cho thằng Tàu. Chỉ vậy thôi à. Sở dĩ bây giờ nó đưa Formosa vô là bởi vì Formosa nó đã đưa vấn đề là kêu bằng tiền của để mà cho vấn đề là thằng chó đẻ, vấn đề là Trọng Lũ rồi. Đốt cái tượng của thằng chó đẻ súc vật Hồ Chí Minh, 50 lượng vàng đó, 50 cây vàng đó, 50 ký vô đô vàng đó, để mà đưa cho thằng Trọng Lũ. Cho nên bằng mọi giá nó phải bảo vệ Formosa. Bây giờ giết cả dân tộc Việt Nam cũng được. Vậy thôi à. Nha. Nó là như vậy đó. Bởi vậy mà các bạn thấy rõ ràng nó rất là khốn nạn. Cái đảng là nó như vậy đó. Nha. Chị ơi, tin tuyệt mật, cực kỳ nguy cấp và khốn nạn của Tàu Cộng đối với Việt Nam nè chị. Trung Cẩu vừa quyết định xong kế hoạch xâm lược Việt Nam với những bước cụ thể như sau. Ngày 4, 5, 6 tháng 3 âm lịch ra lệnh cho Việt
Nam đổi tiền để cho Việt Nam hỗn loạn, để 400.000 quân giặc của Tào Cộng đã cắm chốt ở trong nước triển khai thế trận, và 30.000 tàu cá trá hình cũng vậy. Bước thứ hai, ngày 7, 8, 9 tháng 3 sẽ tổng tấn công Việt Nam. Ngày 10 tháng 3 chiến thắng, chiếm trọn Việt Nam để cho quân lính của chúng nó thỏa mãn thú tính như quân Nhật chiếm Nam Kinh trong Thế chiến thứ hai. Cực kỳ khốn nạn là ngày 10 tháng 3 là ngày giỗ tổ Hùng Vương và cũng là ngày giỗ Tết của dân tộc Việt. Nó tính vậy đó chị. Tại sao lại vào thời điểm này? Một, vì thời điểm này đang là mùa cá ở Nam Biển Đông nên rất hợp lý cho việc di chuyển các tàu cá trá hình. Hai, một bộ phận lớn của quân đội Mỹ đang ở Bắc Biển Đông để tập trận với Hàn xong nên hết đạn nên không thể khống chế Trung Cẩu được. Ba, thời điểm này đang có các cuộc biểu tình của dân Việt nên Trung Cẩu sẽ triển khai quân ở biên giới hải đảo mà lại nói với Việt Nam là giả để đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận trong nước, là đang giúp cho Việt Cẩu. Chỉ có Việt Cẩu tin như vậy thôi. Trung Cẩu nói giả nhưng là làm thật. Việc gì quan trọng và cấp thiết nhất, dân Việt cần phải diệt giặc nội xâm bát nước trước tiên, tức là phải chống lật đổ Đảng Cộng sản. Không thôi thì giặc ngoại xâm tràn vào mà có lũ nội gián trong nước thì xương máu sẽ phải đổ rất nhiều mà không có kết quả bao nhiêu cả. Xóa bỏ ngay thể chế cộng sản để liên minh với Mỹ. Muốn làm được điều đó thì người dân cần phải đại đoàn kết với nhau, không cần phải có người đứng đầu nhưng phải thống nhất trong mọi hành động. Một, kẻ thù trực tiếp trong lòng của dân tộc Việt Nam là ai? Là lũ Việt gian phản dân, phản nước, bát nước cầu vinh và cũng là lũ tai sai chó săn cho giặc Tàu. Vì là dân thường, không có nhiều sức mạnh nên phải dùng trí thông minh, phải xác định được lực lượng nào mới có khả năng lật đổ được Cộng sản. Chỉ có quân đội nhân dân Việt Nam đã thức tỉnh, đang nằm trong lòng Cộng sản mới có khả năng này. Nhưng cũng phải có cớ và tinh thần ủng hộ cao nhất cho sự thay đổi của dân thì họ mới ra tay được. Vì nếu không như vậy thì họ phải đối đầu với cả hai loại giặc mà không có chỗ vừa dựa vững chắc thì khả năng thành công rất là thấp. Như thế nào để xác định là dân Việt đã có tinh thần ủng hộ quyết liệt cao nhất cho sự thay đổi và hành động nào đơn giản là hiệu quả nhất để thể hiện sự đại đoàn kết? Muốn được như thế thì dân Việt phải đi biểu tình ôn hòa, có tự vệ chính đáng, dùng khẩu hiệu sau: đã đảo lũ Việt gian phản dân bắn nước, đã đảo lũ tai sai chó săn cho Tào Cộng. Đây là hai câu khẩu hiệu đơn giản nhất, nhắm thẳng vào kẻ thù chính và cũng là cớ cho quân đội khi lũ chúng nó đàn áp người biểu tình. Còn không thì vẫn bị đàn áp đó thôi. Nếu không như vậy thì dân Việt chỉ như con bò tót hút vào tấm vải đỏ của giặc dâng ra mà thôi. Và lại như những con cù kêu be be làm cho lũ chó săn phấn khích thiên thôi. Những người trong nước Việt hại thất tình mà tự cứu lấy mạng sống của mình nhé. Những người ở nước ngoài và ở nơi khác cũng đã và đang giúp rồi mà mình không tự vì mình thì đành chịu thôi. Nếu ai chê thì hãy đưa ra giải pháp tốt hơn nhé. Không sợ giặc mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Muốn biết mình có ngu hay không thì đọc tiếp nhé. Trên thế gian có những loại người nào? Một, tất cả các loài trên thế gian đều còn ngu cả, vì còn có cái ta phân biệt là vô minh. Hai, tất cả lại được chia hai. Một, không biết mình còn ngu, không thể khôn thêm được. Hai, biết mình còn ngu, còn thông minh thêm. Tất cả lại được chia ba. Một, loại hạ căn, không thể phân biệt được đúng sai, thật giả, tốt xấu, lợi hại là phần đông trong xã hội Việt Nam. Đây là loại hạ căn. Loại trung căn thì phân biệt được đúng sai, thật giả, nhưng không biết được điều đúng thật tốt, quan trọng có ích mà lại run sợ. Loại thượng căn thì vừa phân biệt được
lại vừa biết được các cấp độ quan trọng ích lợi, nhưng họ không được người ủng hộ đông. Tất cả lại được chia bốn loại đất mà Đức Giê-xu đã nói trong Tân Ước. Đối với chân lý loại này không thể biết đến được. Nó xem cứu tinh là vô nghĩa. Hai, đối với loại này biết được nhưng không hiểu. Đối với loại này biết được và hiểu được. Đối với loại này, đối với chân lý thì đã trở thành bản chất của chính mình rồi. Chân lý là gì? Chân là chân thể, bản thể, chủ thể. Lý là nguyên lý vận hành của chủ thể đó. Trời ơi, em viết cái gì mà dài quá trời vậy? Em đạo Công giáo phải không? Cho nên em viết vấn đề là kêu bằng là về những cái chuyện đó hả? Bây giờ chị ngắn gọn cho em đây nè. Chị ngắn gọn cho em thôi. Thằng quân đội bây giờ cũng chưa chắc nó đi theo dân. Bởi vì những thằng đầu não của bộ quốc phòng đều là thằng Tào Cộng nó nắm đầu. Cho nên chúng ta không dựa dẫm vào quân đội. Nếu quân đội người nào có lòng với dân tộc thì tự họ sẽ xả thân ra, hoặc là tự họ phải đứng lên. Cái quan trọng là toàn dân Việt Nam là tạo thành một sức mạnh vô địch. Chỉ một điều đơn giản thôi. Chúng ta không dựa vào bất kỳ một cái thế lực nào. Chúng ta chỉ dựa vào lòng dân mà thôi. Cho nên dân tộc Việt Nam phải tự quyết định. Mỗi một người dân tộc Việt Nam phải chấp nhận để mà đứng lên lật đổ chế độ của Đảng. Có dám không? Có gan không? Chỉ vậy thôi. Chị Lisa ơi, thằng em của em nó làm ở Limens. Nó nói ngày 9 tháng 3 nó bắt đầu xả thải ra con sông Hậu rồi đó chị. Vậy là cá nước ngọt sắp chết hết rồi chị ơi. Chị nói cho toàn dân tộc Việt Nam nghe nha chị. Em cảm ơn chị. Chúc chị khỏe. Limens tức là nhà máy giấy. Nhà máy giấy nó chuẩn bị nó thải độc ra rồi đó hả? Thì để coi người dân ở miền Nam họ có yên lặng không? Hay là họ đứng lên hay là như thế nào? Cô ơi cô, Bộ Giáo dục gửi công văn xuống bắt trường phải mua dụng cụ thí nghiệm. Họ bán với giá 2 triệu một bộ, trong khi đó ra ngoài mua chỉ có 200 mấy một bộ mà còn chất lượng hơn nhiều. Nếu nhà trường ra ngoài mua thì sẽ bị kỷ luật á cô, bắt phụ huynh học sinh đóng tiền cho cơ sở vật chất và phải mua những dụng cụ này ở trong trường học. Thì đương nhiên rồi. Ngày xưa chị đi học trong cái mái trường đỉ nó cũng vậy đó. Ở trong cái căng tin nó bán đồ dơ thấy gớp luôn. Người tổng thường đó mà đứa nào mà lén phén ra ngoài mua một cái hả là kêu bằng mẹ nó chụp đầu vô, bắt đầu là kêu bằng là nó hả mẹ nó bắt đi kỷ luật không à. Cho nên đứa nào đứa nấy sợ đâu dám đi vô. Ngày xưa chị đó bị rồi, ta ra ngoài nó bán đá bào ngon dễ sợ luôn, vừa lú đầu ra cái nó đeo cái băng màu đỏ quét nó đề chữ sao đỏ, nó chụp vô mua đồ ngoài phải không, mua đồ ngoài ăn đau bụng không được, phải mua đồ trong căng tin của nhà trường. Mà vô nhà trường ta nói cục kẹo sữa đó hả cô giáo, ba để chắc từ thời Bảo Đại ở trường đó, cục kẹo sữa mà nó chảy tè le tét lét ra, tao nói thảy cho chó cho mèo nó còn không ăn nữa, mà có tôi vô mua ăn rồi tôi về mẹ Tào Tháo nó rượt chạy mà 10 ngày luôn nữa, chứ đừng có nói mà những này là kêu bằng nó lại vậy. Mà nó cũng phải bắt buộc đi vô trong nhà trường vô cái đẳng đĩ để mà mua hả. Rồi cái bắt đầu là đi thí nghiệm con cá lóc. Nó cô giáo của dạy sinh vật cổ nói á, các cô giáo này người Bắc nha, các em phải chọn con cá lóc nào thật là to
Để mà khi mà chúng ta mổ ra, chúng ta coi hệ hô hấp của con cá để mà dễ một chút. Cho nên em nào mà mua con cá lóc nhỏ thì sẽ bị trừ điểm. Tao nói đám trẻ tao học sinh lớp 9, lúc đó chị học lớp 9, bắt đầu là về bắt buộc mẹ mình phải mua con cá lóc mà nó thật là bự. Nó tao nói cái điều nó bằng cái cắp chuối vậy nè, để trong cái bịch tổng ở trong tổng. Tảng sáng tao nói hả, đeo khăn hoàng đỏ, có thằng hồ chó đẻ cầm lông tông con cá lóc đi vô trong trường. Thì các em tính đi, một lớp có 30-40 mạng như vậy thì 30-40 con cá lóc. Tao nói cô chủ nhiệm mà cô nào dạy sinh vật, bà ngồi bà cười quá trời luôn. Bắt đầu bà vô bà kêu là phải đóng con cá lóc lên, rồi bắt đầu bà dạy cho mổ xẻ con cá lóc. À, rồi cái bắt đầu là cái đám trẻ trâu mà bắt đầu vô cầm cái dao xẻ con cá lóc, rồi căng con cá lóc ra, rồi vô lên bắt đầu là kéo cái ruột ra, rồi bắt đầu là bà sinh vật mới nói là đây là hệ hô hấp của cá, cá lội bằng vây, cá lái bằng đuôi, con mẹ gì đó nó nói cho tràn gian đại hải hết trơn rồi. Rồi bắt đầu nó xuống nó chấm điểm cho có lệ thôi. Em này đã nhóm này được 9 điểm, em này 8 điểm, em kia 7 điểm, đồ kia như vậy. Rốt cuộc xong rồi bắt đầu là ai nấy đều đi về. Rồi cái hỏi bắt đầu là hỏi cho cô, với cô dạy cá này không, cá này các em để trong cái bao này cho cô để cô đem về cô bỏ. Nhưng mà chị là học sinh giỏi, bởi vậy cho nên nó là cô ra trách nhiệm là cho chị, là biết nhà của cô, cho nên giao cho hai cái thằng cốt đột mạnh đó, nó khiêng cái bịch cá này nè đi về nhà của cô. Rồi về nhà của cô nói trời ơi là trời, Lisa nó giỏi, nó khéo tay, nó là phụ nữ, thôi ngồi xuống đây xẻ cá lóc ra giùm cô để làm khô đi. Rồi bắt đầu là cô giáo dạy cho xẻ xong rồi thảy vô cái thau muối, xong rồi đem ra ngoài. Ta nói sắp lớp lên cái tấm tôn vậy nè, trời ơi gần 30 con cá lóc mẹ nó ra đi làm khô giùm cho cô luôn nữa. Cho nên các em khỏi nói, cái giáo dục của cái đảng đĩ là nó như vậy đó. Rồi bắt đầu nó cứ bà vẽ ra hết cá lóc rồi, rồi bắt đầu là kêu bằng là tới ớt. À, ở trong trường mà học về ớt thì nó kêu là phải đi ra chợ mua ớt để mà vô thí nghiệm, đi xuống cái phòng thí nghiệm đó. Nhưng mà học tới chuột cái mẹ bà nội nó sợ, nó không dám nó đem chuột vô. Bởi vì mấy cái con dẹm cái, mấy cái con cô giáo nó sợ chuột cắn nó kìa. Cho nên hãy mà nó gặp chuột nó sợ, tao nói nó đái trong quần mẹ nó đi. Cho nên hãy mà nói cô ơi cô, sao mình không chịu bắt chuột vô để mình thí nghiệm. Ôi giời ơi, rồi kinh lắm thôi, các em chỉ học thôi, không có phải thí nghiệm con chuột nhé. À, chuột mèo được cái ông có thí nghiệm, chỉ thí nghiệm cá nè, tôm nè, ớt nè, đó thì thí nghiệm thôi. Đặc đĩ má, trời đất quỷ thần ơi. À, nó như vậy đó. Cho nên các em ở Việt Nam chị đã nói rồi, không có cái gì mà phải học ở trong cái mái trường đó hết á. Nhưng mà cứ ào 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 đưa con em mình vào để cho nó đè đầu, nó chống cổ, nó bóc lột như vậy đó. Bây giờ các em còn đỡ đó. Tàu của chị đi học đó là phải đi nhặt kế hoạch nhỏ, tức là gặp giấy mà chuỗi đích của người ta ở trong cái cầu cá hầm cá dồ đó, là bắt đầu đi vô trong tổng móc mẹ nó ra. Cái ông mà vấn đề là coi hầm cá dồ, ổng khỏi cần dọn dẹp. Học sinh mà bắt đầu là nó canh me, nó vô nó đi ỉa trong hầm cá dồ, nhà có cầu tiêu mái không có chịu đi đâu, phải đi ra hầm cá dồ ngoài ngoài á, để mà vừa đi xong rồi cầm cái bọc hay là cầm cái giỏ để mà lụm giấy để vô, để mà đem lên trển đóng nộp cho cô giáo. Chai nước tương ở nhà đó mà má mình mà xịt chưa hết đó, còn chừng khoảng nửa chai đó, lấy mẹ nó giọng mẹ nó vô trong tô cơm như chăn canh để mong cho nó mau hết chai nước tương để thọt vô đem lên cho cô. Hễ mà đứa nào mà cầm chai nước tương lên là được cộng vô 2 điểm vậy đó. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, các em bây giờ là dễ, các em bây giờ là sung sướng lắm. Cho nên không phải giống như ngày xưa đâu. Ngày xưa đi học hả, cầm cây dao phai bỏ vô trong cái cặp đó. Tao nói hả, trời ơi đất bùn như kia nó dính mẹ nó trong những đề tập dở hết trơn. Bởi vì vô trọng đi làm kế hoạch nhỏ ra, bắt đầu là dãy cỏ ở sân trường để trồng đậu phộng đó, hoặc là trồng rau cải để cho thầy cô đem về nhà ăn nhậu ở nhà. Mất dạy như vậy đó, khốn nạn vậy đó. Cô giáo thời xã hội chủ nghĩa đó hả, khổ lắm. Đồng lương đâu có sống nổi đâu. Tao nói để kẹo me ở trong bóp,
Rồi cái vô trỏng giao cho mấy chị ra ngoài trước cửa đứng coi có canh me, có sao đỏ không. Bắt đầu cô giáo ở trong đây hỏi các em muốn mua không. Em nào mua đưa tiền đây, cô đứng đến từng bàn cô đưa cho. Rồi cô cho giải lao 10 phút để ngồi ăn kẹo. Hôm ngày mai cô bán kẹo sữa nha. Bữa nay cô bán kẹo me, ngày mai cô bán kẹo sữa. Rồi các em vấn đề là nhớ nha, cha mẹ mà cho tiền á đừng có ăn, cứ điệp vô đây ăn kẹo sữa giùm cho cô cho nó no. Hồi đó chị cũng ngục, chị đâu có ăn, cha mẹ cho tiền ăn sáng không có ăn đâu. Mẹ chị bắt đầu la, tại sao mày không ăn, mày để tiền làm gì? Đâu có biết là cô giáo dặn là đi vô trong mua kẹo có cô ăn đâu. Tao nói ăn mà răng mẹ nó súng mẹ nó trơn rồi, mẹ nó ra ngày nào. Tao nói một lớp gần 30-40 mạng mẹ trẻ trâu vô ngồi mua sữa, mua toàn là vấn đề là kêu bằng là mẹ kẹo của cô. Nào là kẹo sữa, kẹo me, rồi chuối khô đồ kia, chuối sấy đồ kia là cô bác để trong bóp đó. Cái thiên đường xã hội chủ nghĩa là cái đặc địa là nó như vậy đó. Bây giờ nó văn minh rồi, bây giờ đâu có đem kẹo bánh vô mà bán như cái thời bao cấp nữa. Thì bây giờ dễ dời ra phải đi học thêm. Đi học thêm với cô đi, rồi cô cho đề tài cuối năm học dở cũng được lên luôn nữa. Hễ gia đình mà đóng tiền mà những này là nhanh mà bồi dưỡng thêm. 20 tháng 11 đừng tặng bông cho cô không có cần đâu rồi nha. 20 tháng 11 là phải đem tiền hoặc là lập xưởng hoặc là hột dịch đồ kia đó thiệt là bự vậy nè, để mà đem đến đưa cho cô chủ nhiệm để mà cổ nâng lên vậy thôi à. Trời ơi, cái trò của chị là đã có rồi. Thằng kia gia đình nó nghèo, nó về nó nè, nó đốt đèn dầu nó học. Mẹ nó ra nó học như Nguyễn Trường Tộ vậy đó. Nó đốt đèn dầu nó học, nó vô nó học toán giỏi cái bằng A nhất lớp luôn. Mà không học thêm là cũng chấm mày 2 điểm mẹ như thường. Mặc dù bài toán của mày làm đúng như vậy đó, nhưng mà lên thầy con người ta ghi số 3 nó quật mẹ nó lại thành số 8. Mẹ nó chấm cho 2 điểm nhỏ rớt tàn quá. Trời ơi, cô ơi, em làm số 3 mà nó cô không biết. Em lên đây là bây giờ là tự nhiên lên số 8 đây nè. Đáp số đâu phải là số 8 đâu, là 3. Cho nên rớt mẹ nó đi bỏ tật không học thêm cô, ráng chịu. Học sinh giỏi nhất đó mà không đóng tiền học thêm là cũng rớt, cũng phải thi lại. Làm như vậy cho nên tất cả đám trẻ trâu phải về nhà móc tiền của mẹ, bắt buộc mẹ phải cho đi tới nhà của cô để mà học thêm. Tới nhà của cô đưa tiền vui, cô dạy buồn, có khách vô cô ra cô ngồi cô tiếp chuyện. Không phải tôi nói học sinh trong đây nhau nhau cô cho cái bài tập rồi xong. Vậy thôi hả? Vô cái phía nam mà lỡ mà bị ăn giọng gì đó hay là bị gì đó, cái bắt đầu hả mẹ viết lên cái tờ giấy. Bắt đầu là kêu bằng đó là mẹ viết lên cái tờ giấy là bữa nay sao. Là bắt đầu viết mẹ cái tờ giấy lên vậy đó là cô bận rồi. Vậy thôi hả? Giả bộ vô làm bài kiểm tra. Tao làm bài kiểm tra cho, muốn làm bài kiểm tra phải không? Vô bắt đầu hẹn với trai ra nói chuyện rồi, với bộ đưa lên cái bài kiểm tra toán đố cho ngồi cả lớp ngồi làm gần 3 tiếng đồng hồ, cả nguyên học giờ càng tốt nữa. Cổ đi ra ngoài hành lang đứng nói chuyện với bộ ngoài, hoặc là tiếp khách ở ngoài. Vậy thôi à. Cho nên các em đừng có nói tới chị mà ba cái vụ mà học hành ở trong nền giáo dục này mệt lắm. Chị biết. Chị biết rõ hết á. Những cái sự việc này đảng đỉ nó có qua mắt được chị. Chị là người mà học sinh, mà vấn đề là học giỏi văn toàn quốc mà. Cặp mắt của chị tinh lắm. Chị nhìn cái đảng đỉ này chị biết hết. Cô giáo chủ nhiệm, thầy giáo chủ nhiệm nào chị đều biết rõ. Còn thầy chủ nhiệm lên cái bà đặt. Bữa nay em có nhức vai không? Bắt đầu lò bóp làm sao mà mẹ lúc đó mình mới có mười mấy tuổi, 12 tuổi thôi. Mà cũng thọt ta vô mà để bóp vú bóp chim đồ kia mất dạ như vậy đó. Hỏi ra thằng thầy, mẹ thầy giáo mẹ là đảng viên không, mất dạy học theo tư tưởng của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh. Vô mà nó liếc mắt mà nó vô cái giúp chủ nhiệm mà nó thấy em nào mà vấn đề là trổ mã đồ kia lên, bắt đầu nó ngồi nó với bộ nó dạy, hoặc nó kêu ở lại lớp đi để cho nó dạy thêm. Nó dạy không có tốn tiền thì các em biết nó dạy thêm không tốn tiền là sao rồi đó. Nó đè mẹ nó ra, vấn đề là kêu bằng là học sinh nữ ra để mà nó bú liếm chứ có mẹ gì. Trong cái xã hội chủ nghĩa, trong cái mái trường khốn nạn của đảng đỉ là nó như vậy đó. Chứ không có gì hết trơn. Về nhiều đứa con gái nó mới lớn lên đâu dám nói cho cha mẹ nó nghe đâu. Khi nào mà thằng thầy này mà nó dở cái
tồi bại rồi đó, mà gia đình gặng hỏi rồi đó, bắt đầu nó mới dám nói ra. Thì nói ra thì kéo nhau lên công an thưa. Mà nếu thằng thầy này mà nó có gốc gác đâu kia rồi là kiểu như xù quê mẹ nó thôi. Có mẹ gì đâu. Nó coi cái mạng con dân Việt Nam như là con kiến con trùng vậy đó. Chị ơi chị hết giờ rồi kìa chị. Ô vậy hả? Ok vậy thôi nha. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Cho nên vấn đề là chương trình ngày hôm nay, tóm lại Lisa muốn nói rằng toàn dân Việt Nam đừng sợ cộng sản nữa, mà hãy mạnh mẽ, có những cuộc hãy xuống đường, hoặc là biểu tình, hoặc là bạo loạn, đốt sạch, phá sạch, giết sạch để mà lật đổ cái chế độ cộng sản Việt Nam này nha. Thôi xin gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai. Cảm ơn tất cả mọi người và các bạn. Bye bye.